Xưa nay, vòng sinh tử vẫn mãi mãi là bi kịch của đời sống. Mỗi người trong chúng ta đi qua cuộc đời hữu hạn này, và dù muốn, dù không, trong khoảnh khắc đã lặng lẽ đi vào cõi hư vô. Hòa thượng Thích Mãn Giác, một vị chân tu, một người hết lòng vì Phật Pháp, gắn liền với vận mệnh của quê hương, đã vừa viên tịch. Cho dù đời là cõi tạm, nhưng sự ra đi của Ngài vẫn mãi vang vọng trong lòng mỗi chúng ta niềm luyến tiếc không nguôi, nỗi u hoài như âm ỉ bất tận. Tiếng ngâm của Hòa Thượng Thích Mãn Giác vẫn còn vang vẳng đâu đây trong buổi gặp gỡ thân mật giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và vị Hòa Thượng Đạo Cao Đức Trọng. Đó là vào một buổi sáng hạ tuần tháng 3 năm 1991. Bầu không khí mát mẻ và thanh tịnh của cảnh chùa khiến cho mọi người hiện diện đều thấy lòng thấm đượm yêu thương. Dù đang bận hoằng pháp tại Hoa Kỳ, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã dành thời giờ và nhận lời mời của Hòa Thượng Thích Mãn Giác đến viếng chùa Việt Nam trong vùng Los Angeles. Hòa Thượng Thích Mãn Giác và Thanh Hải Vô Thượng Sư đã có một mối lương duyên, quen biết nhau từ trước. Trong buổi họp mặt này, hai vị thiền sư cũng là hai nhà thơ đã trò chuyện với nhau như tri âm, tri kỷ từ bao giờ. Trong thơ đượm đạo, trong đạo ươm thơ, tiếng nói, tiếng cười như đất trời đang hoan ca mở hội, và hương vị thiền môn như tỏa ngát chốn nhân gian. Vừa ngồi xuống chuyện trò không lâu, Hòa Thượng Thích Mãn Giác bước đến kệ sách và lấy ra một tập thơ đã ngã vàng. Đó là tập thơ Vô Tử của Thanh Hải Vô Thượng Sư đề tặng Ngài hàng bao năm trước. Hòa Thượng nói, đây là một tập thơ quý giá cô Thanh Hải tặng thầy, vì sẽ rất khó tìm được bản đầu tiên này. Dường như chợt nhớ ra điều gì ứng ý lắm, thầy đọc bốn câu của nhà thơ Phạm Thiên Thư. Bởi vì mắt ngắm trời xanh, cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Bởi vì mắt ngắm biển khơi, cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Đọc xong, thầy bình phẩm, thầy đọc mấy câu thơ này để tặng cô Thanh Hải, vì trong bài thơ này, chữ xanh có nghĩa là thanh, chữ biển có nghĩa là hải. Mọi người nghe xong cùng cất lên tiếng cười vui trước sự nhạy bén của Hòa Thượng. Hòa Thượng Thích Mãn Giác, đạo hiệu là Huyền Không, sinh năm 1929 tại Cố Đô Huế, Việt Nam, đã đảm nhận nhiều trọng trách trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam và giảng dạy về triết học Đông Phương và văn hóa Đại Cương. Thiền sư Mãn Giác được xem như là một cây cổ thụ trong chốn tùng lâm Phật học. Tuy Hòa Thượng Mãn Giác đã viên tịch, nhưng tình thương và trí huệ của Hòa Thượng vẫn mãi mãi là ngọn đuốc thắp sáng niềm tin cho thế hệ hôm nay và mai sau. Qua những vần thơ nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, trong đó hương thiền như tỏa ngát qua những vần điệu thanh cao, qua những ý tình thánh thoát, chúng ta sẽ thưởng thức qua giọng ngâm đầm ấm, chan hòa tình ý và thấm đậm hương vị của chốn thiền môn, mà Thanh Hải Vô Thượng Sư sẽ gửi gắm tình thương vô tận của Ngài. Để nói lên lòng ngưỡng mộ và xúc cảm trước sự ra đi của thầy Mãn Giác, một mối cảm thông giữa hai tâm hồn cùng đi chung con đường hoằng pháp cứu đời, cùng sẻ chia những buồn vui nhân thế, có một tấm lòng vị tha thanh tịnh. Đây là bài thơ Óng Ả Diễm Tuyệt mà Thanh Hải Vô Thượng Sư đã xuất khẩu thành thi dành tặng riêng cho Ngài Mãn Giác. Một đóa sen vàng đã ra đi, trần gian ai mấy luyến lưu gì, những người ở lại sầu tam giới, hỡi đóa sen vàng sao vội đi.
Sau đây xin kính mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua thi phẩm Đóa Sen Vàng, thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư, để kính tưởng niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác. Đóa sen vàng. Kính tưởng niệm Ngài Thích Mãn Giác. Một vị thiền sư hiền hòa và cũng là một nhà thơ ưu bậc. Một đóa sen vàng đã ra đi, trần gian ai mấy luyến lưu gì. Những người ở lại sầu tam giới, hỡi đóa sen vàng sao vội đi. Trong cõi nhân sinh, giữa chốn ta bà, con người đi qua lặng lẽ và cô đơn. Còn trang là những dấu chân đơn độc, những cát bụi phù du. Thời gian trôi qua, tất cả chỉ còn lại ngậm ngùi, tất cả đều phôi pha. Dấu chân in mặt cát, người đi mây nhìn theo. Trong những tháng năm lầm lũi giữa cuộc đời, với bao cay đắng trong sa mạc hoang lưu bỏng cháy, cuối cùng rồi cũng phải ra đi, cũng phải giã từ lặng lẽ. Như thuyền phải ra khơi, như cát bụi phải trở về cát bụi. Cuộc đời là sa mạc, biển đời thuyền nhổ neo. Sau đây xin kính mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua thi phẩm Bước Đi, thơ Huyền Không Thích Mãn Giác. Dấu chân in mặt cát, người đi mây nhìn theo. Cuộc đời là sa mạc, biển đời huyền nhổ. Đi qua cuộc đời với trái tim Bồ Tát thì cõi lòng vô cùng thanh thản, rộng mở, vô cùng bát ngát, thảnh thơi, chan chứa lòng yêu thương nhân loại. Thiền sư đi trên đường, áo rộng đầy tình thương, với một tâm thức như nước chảy mây trôi, như gió lộng thanh thang giữa đất trời, thì thời gian còn có nghĩa gì? Hệ lụy của cuộc đời làm sao còn dính mắc được bước chân của thiền sư? Thời gian không níu lại, cười vang suốt đêm trường. Đấy là chân dung của một người đã đạt đạo, với nụ cười trên môi và một tấm lòng viên dung vô ngại. Sau đây, xin kính mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua thi phẩm Thiền Sư, thơ Huyền Không Thích Mãn Giác. Thank you.
Thiền sư đi trên đường, áo rộng đầy tình thương. Thời gian không níu lại, cười vang giữa đêm trùng. Tụng kinh niệm Phật đâu phải là xin cầu mong ước. Tụng kinh niệm Phật là hòa tâm mình vào tâm Phật. Chẳng còn người niệm Phật, cũng chẳng còn Phật được niệm. Mở ra Tam Tạng Kinh, ta ngồi xem một mình. Như thế, chẳng còn ai là chúng sinh, ai là Phật cả. Như thế thì còn chi ngăn cách, còn chi chướng ngại. Chỉ còn có đất trời, chỉ còn trăng sao mây nước. Trăng sao soi từng chữ giữa đất trời lặng thinh. Tất cả đã tịch tịnh, đã thăng hoa, đã viên dung để được vãng sinh vào cõi cực lạc vô cùng. Sau đây, xin kính mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua thi phẩm Tụng Kinh, thơ Huyền Không Thích Mãn Giác. Với trái tim tĩnh lặng, với tấm lòng vô ưu, với mắt nhìn thanh thoát, không dính mắt, không vọng tưởng, với thiền sư, thế giới đã trở nên mới mẻ, cận kề thân thiết và hồn nhiên. Mây bay qua thành phố, trời xuống tận tam quan. Đời sống trở nên giản dị, tâm hồn trong sáng như trẻ thơ. Ai ngồi trên ghế đá, nhìn kiến bò lang thang. Cả ngoại cảnh và tâm cảnh như chan hòa trong tĩnh lặng. Từ trong đó, đóa hoa thiền đã hé mở, tỏa hương diệu vợi trong cõi vô cùng. Sau đây, xin kính mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua thi phẩm Vu Vơ, thơ Huyền Không Thích Mãn Giác. Con người thì hữu hạn,
mà thời gian thì vô thủy, vô chung. Thiên nhiên thay đổi, nước vẫn chảy qua cầu, mà con người vẫn trụ lại bên cầu, soi dĩ vãng, vọng tưởng về tương lai. Anh ngồi trên phiến đá, sóng nước ngút ngàn dân. Anh và tôi đều cận kề bên nhau, đều cùng soi gương trên sóng nước. Nhưng sự cách chia, lòng hiu quạnh đã không còn trong gang tấc, mà đã muôn trùng xa khơi. Tôi ngồi bên cạnh đấy, ngàn năm rồi bâng khuâng. Thiên nhiên và con người đã tự tách rời nhau. Tâm thức của con người đã tự giam trong ngục tù tăm tối, thì ngàn năm sau, thế giới vẫn chìm đắm trong ngàn nỗi bâng khuâng vọng tưởng. Sau đây, xin kính mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua thi phẩm Malibu, thơ Huyền Không Thích Mãn Giác. Anh ngồi trên phiến đá, sóng nước ngút ngàn dân. Tôi ngồi bên cạnh đấy, ngàn năm rồi bâng khuâng. Con người là một hạt cát, nhưng chứa đựng cả một vũ trụ uyên nguyên. Tấm lòng tuy nhỏ bé, nhưng dung chứa được cả một đại dương. Ta là một hạt cát vàng, nằm yên giữa biển muôn ngàn năm sau. Trùng trùng sóng vỗ, lòng đau, biển ơi có giữ nguyên màu cát không? Giữa ngàn trùng sóng gió, giữa đất trời mênh mang, giữa bao vật đổi sao rời, hạt cát kia vẫn nấu nung một khát vọng không nguôi. Đó là ngày trở về nơi thiên quốc để thanh thang trong từ trường của chư Phật. Ta là hạt cát đại dương, vòng quanh trái đất quê hương mịt mù. Ra đi cho đến bao giờ, ngày về sáng ấy ước mơ chẳng sờn. Tấm lòng sắt son đó, niềm mơ ước cao cả đó, một ngày kia sẽ thành tựu, sẽ vuông tròn. Ngài Mãn Giác đã thực sự ra đi, không phải đi vào nơi gió cát, phù hoa, mà là tìm về với chân như, với ước mơ đã viên mãn tràn đầy. Sau đây, xin kính mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua thi phẩm Hạt Cát, thơ Huyền Không Thích Mãn Giác. Ta là hạt cát dòng sông, trôi về biển cả mênh mông đất trời. Tháng ngày tỏa rộng hồ khơi, nước trong cát trắng một đời thanh. Ta là một hạt cát vàng, nằm yên giữa biển muôn ngàn năm sau. Trùng trùng sóng vỗ lòng đau,
biển ơi có giữ nguyên màu cát không? Ta là hạt cát biển đông, đêm ngày thao thức mãi trong lối về. Nhìn trăng thấy rõ đường quê. Mây bay một nẻo, gió về một phương. Ta là hạt cát đại dương, vòng quanh trái đất quê hương mịt mù. Ra đi cho đến bao giờ, ngày về sáng ấy ước mơ chẳng sờn. Sắc son một lòng, biển đời vượt hết long đông. Trần gian ai đọc đôi dòng trùng trùng duyên nghiệp đang xô đẩy con người vào vòng sinh tử, chỉ còn riêng trái tim Bồ Tát vẫn tĩnh lặng, vẫn bình yên tự tại. Mặc mây trời bay qua, mặc bốn mùa thay đổi. Trong mộng ảo ngồi yên nhìn tăm tối, trong tiếng cười giác ngộ dạng hào quang. Mùa thu đến trên đầu sao quá vội, ta đứng nhìn thiên hạ rẽ sang ngang. Và cứ thế, thời gian vẫn tuôn chảy, không do dự đắn đo. Cõi vô thường cũng đổi mùa thay lá, chỉ còn nghe vọng tiếng lòng thanh tịnh, tự tại từ thuở ban đầu khiến tâm hiển lộ. Không tìm mà thấy, không nỗ lực mà viên thành. Đêm thanh vắng ngồi yên nhìn quá khứ, thác trên cao đổ xuống mãi trong đầu. Nước cứ chảy, tư tưởng dài lữ thứ, thời gian nào do dự hỏi ta đâu. Sau đây xin kính mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua thi phẩm Tĩnh Tọa, thơ Huyền Không Thích Mãn Giác. Trong mộng ảo ngồi yên nhìn tâm tôi, trong tiếng cười giác ngộ rạng hào quang. Mùa thu đến trên đầu sao quá vội, ta đứng nhìn thiên hạ rẽ sang ngang.
trong hơi thở ngồi yên nhìn vạn kiếp, nghe đất trời kể lại chuyện tiền thân. Mây trắng qua, dòng sống mờ định nghiệp, thạnh thơi bay nối tiếp giữa dương chân. Đêm thanh vắng ngồi yên nhìn quá khứ, thác trên cao đổ xuống mãi trong đầu. Nước cứ chảy tư tưởng dài lự thứ, thời gian nào gió dừ hỏi ta đâu. Mắt xanh sáng ngồi yên từ thuở ấy, nẻo vô thường vùng vẫy đổi thay màu. Ta không kiếm tâm mình mà vẫn thấy kia đóa hồng đang nở dưới trăng sao. Kiếp nhân sinh vốn vô thường huyễn mộng, đẩy xô nhân loại vào chốn tử sinh. Đâu là mộng, đâu là thực, lòng đã bao phen tự hỏi lòng. Hôm qua mộng thấy tụng kinh, tỉnh ra mới biết chính mình là trăng. Bao nhiêu cát của sông Hằng là bao nhiêu kiếp đã tằng tử sinh. Giữa mộng và thực, giữa ở lại và ra đi, giữa còn và mất, đâu là định nghiệp, đâu là con đường giải thoát. Và ở giữa dòng đời mênh mông mờ ảo đó, tấm lòng đại lượng từ bi chỉ muốn đem lại hoa thơm cỏ lạ, hương vị thanh cao, hầu làm vơi bớt những lao khổ nhọc nhằn của một kiếp nhân sinh. Cho xin một đóa hoa hồng đem về cắm giữa dòng sông cuộc đời, hương thơm bát ngát tình người, say sưa tụng mãi những lời kinh xưa. Sau đây, xin kính mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua thi phẩm Tỉnh Giấc Chiêm Bao, thơ Huyền Không Thích Mãn Giác. Hôm qua mộng thấy tụng kinh, tỉnh ra mới biết chính mình là trăng. Bao nhiêu cát của sông Hằng là bao nhiêu kiếp đã tăng tử sinh. Lang thang nghiệp chướng tội tình, con chim nó hót bình minh đến rồi. Thời gian phủ mộng đầy vơi, mỉm cười ta ngủ xa xôi kiếp nào. Thank you.
Đêm hồng tràn ngập chiêm bao, mà nay ta đã đi vào trần gian. Đêm này ngồi tùng kiếm cang, sắc không mộng huyền cứu mang với người. Trong mơ thấy đóa hoa tươi, bây giờ tỉnh dậy ta cười với ta. Giang tay đón cả ta vào, lòng nghe rợn ngược hẳn xa kiếp rồi. Ngày xưa trang tử bồi hồi, giữa mình và bướm ai ngồi ngắm nhau. Bây giờ xuân đến lòng đau, ai mang áo cũ bạc màu mùa đông. Cho xin một đóa hoa hồng đem về cắm giữa dòng sông cuộc đời. Hương thơm bát ngát tình người, say sưa tụng mãi những lời kinh xưa. Xuân đến, xuân đi, hoa nở, hoa tàn. Đó là vòng luẩn quẩn của một kiếp nhân sinh. Nhưng mùa xuân tâm linh đã thoát thai từ trái tim hạnh ngộ, đã làm tươi mát cuộc đời, đã mới tinh cuộc sống và đem mùa vĩnh cửu đến chốn nhân gian. Ai hay hoa nở bao giờ, nhân gian tràn ngập nguồn thơ thanh bình. Xuân về mở cửa tâm linh, trần gian còn đó mới tinh muôn đời. Ta đã tìm thấy mùa xuân vĩnh cửu nơi nụ cười Như Lai. Ở đó, nhân loại đón chào một tình thương rộng mở, miên viễn và rạng ngời tình yêu bất diệt. Cho nhau cho một nụ cười, trên môi nhân loại sáng ngời tình thương. Sau đây, xin kính mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua thi phẩm Bất Diệt, thơ Huyền Không, Thích Mãn Giác. Trần gian còn đó mới tinh muôn đời. Cho nhau cho một nụ cười, trên môi nhân loại sáng ngời tình thương.
một hàng tre xanh mướt, một mặt hồ lạnh câm, một vầng trăng quạnh quẽ, một áng mây bồng bềnh đã gợi lên bao tình ý của một hồn Á Châu diệu vợi và nồng ấm vô cùng. Gió vườn qua cây cành, rung rinh hàng tre xanh, gió đi không trở lại, trời xanh mây hiền lành. Trong phong cách hiền hòa đó, trong cái tĩnh lặng sâu xa đó, phảng phất hương vị và bóng dáng của thiền môn, của lòng viên dung trọn vẹn. Hồ Thu còn nhạn sang, nước trong im mơ màng, trăng treo cao lồng lộng, bóng nhạn chìm mênh mang. Trong hồn Á Châu đó, bay bổng mà tự tại, trong sáng và hồn nhiên, vẽ nên những nét đan thanh của một bức tranh phong thủy hữu tình. Ngàn năm không giữ gió, hàng tre đứng âm thầm, hồ trong không lưu bóng, nhạn qua rồi bật tâm. Tất cả những điểm trên đã làm nên linh hồn của Á Châu, làm nên những tư tưởng cao xa thanh thoát, khiến một khi biết đến, chúng ta không những mến yêu mà còn khâm phục, ngưỡng mộ và chan chứa mối cảm thông. Sau đây, xin kính mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua thi phẩm Hồn Châu Á, thơ Huyền Không, Thích Mãn Giác. Gió vờn qua cây cành, rung rinh hàng tre xanh, gió đi không trở lại, trời xanh mây hiền lành. Hồ Thu con nhạn sang, nước trong im mưa màng, trăng treo cao lồng lồng, bóng nhạn chìm mênh mang. Ngàn năm không giữ gió, hàng tre đứng âm thầm, hồ trong không liêu bóng, nhạn qua rồi bạt tâm. Sao bóng chiều, hồn Châu Á cao siêu, ngàn năm, ngàn năm vẫn như gấm dệt hoa theo. Người xưa thường nói, cổ chi nhân tằng, tiên ngã tọa chi. Chỗ ta ngồi đây ngày xưa cũng đã có người ngồi. Chốn lưu đày này và thiên quốc là những đoạn đường mà thân phận con người phải kinh qua, phải nỗ lực để vươn tới. Do đó, đến với cộng đồng nhân loại rồi trở về với cội nguồn uyên nguyên, xưa nay vẫn là chuyện thường tình. Đêm nay ngồi đến sao trời,
như ta lặng ngắm những người đi qua. Mênh mông thế giới ta bà thu về trong một chén trà bình minh. Trong cái tĩnh mịch cô đơn của một buổi bình minh, hay lặng lờ ánh trăng cô tịch của một đêm khuya, lòng thiền sư tĩnh lặng cũng muốn gác mái chèo cho dòng thuyền trôi chảy. Nhưng trong một phút giây, lòng vẫn còn gợi lên chút sóng âm tình, đôi dòng lệ nhớ. Đêm rằm ta hỏi ánh trăng, ngàn năm về trước đã tàng chiếu ai? Người đi trong mấy năm dài, xuyến sao ta nhớ bóng ai bên đời? Những khát vọng của một thời thanh xuân cũng theo dòng năm tháng mà trôi vào quên lãng. Còn lại chăng là sự tĩnh lặng của một trái tim Bồ Tát, như mái chùa kia tháng năm vẫn là bóng mát che chở hồn dân tộc. Sau đây xin kính mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua thi phẩm Những Người Đi Qua, thơ Huyền Không, Thích Mãn Giác. Đêm nay ngồi đêm sao trời, như ta lặng ngắm những người đi qua. Mênh mông thế giới ta bà thu về trong một chén trà bình minh. Làm sao đếm hết hành tinh, trăm năm sau nữa đạo tình còn không? Người đi như chiếc lông hồng, nắng mưa gợi lại cánh đồng thời gian. Còn đây thế giới 3000, trong tim nhân loại hân hoan đón chờ tọa thiền. Đâu thấy bơ vơ lang thang từ thuở bao giờ hay chăng? Đêm rằm ta hỏi ánh trăng, ngàn năm về trước đã tàng chiếu ai? Người đi trong mấy năm
xuyên sao ta nhớ bóng ai bên đời. Bỗng nhiên ta nở môi cười, khói hương màu nhiệm rạng ngời hoa nghiêm, trùng trùng duyên khởi bên thềm mái chùa xưa đã lặng yên. Thuở nào đời sống vốn là huyễn mộng, như gió thổi, như mây bay, biến đổi vô lường như một giấc chiêm bao, không có gì là vĩnh cửu. Có không đùa giỡn tháng ngày, bao nhiêu phiền não rũ bay bao giờ. Đá kia ngồi đếm mộng mơ, nước bao nhiêu nữa cũng về biển trong. Những vọng tưởng, những mê lầm, những ân oán phù du cũng theo nhau trôi về cuối nẻo của mênh mông đất trời. Còn lại chăng là trái tim hạnh ngộ, là nụ cười vị tha nở ra giữa lòng nhân loại, như một biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Ngàn năm mây trắng thong dong, phiêu bồng hóa hiện mênh mông cuối trời. Còn đây một đóa hồng tươi, trên môi nhân loại nụ cười còn nguyên. Hãy đi qua cuộc đời với phong thái nhẹ nhàng, không ưu tư, không vướng mắc. Hãy phiêu lãng như mây trời, hãy nhẹ nhàng như nước chảy hoa trôi. Hãy như cánh nhạn bay qua hồ, không còn lưu dấu tích. Hãy đến và đi như gió thoảng trên đồi, cuộc phù sinh cũng là cơn mộng nhỏ. Sau đây, xin kính mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua thi phẩm Mây Trắng Thong Dong, thơ Huyền Không Thích Mãn Giác. Có không đùa giỡn tháng ngày, bao nhiêu phiền não rũ bay bao giờ. Đã kia ngồi đêm mộng mơ, nước bao nhiêu nữa cũng về biển trong. Yêu bông hoa hiền mênh mông cuối trời, còn đây một đóa hồng tươi, trên môi nhân loại nụ cười còn nguyên. Trong thời gian qua, chúng ta đã để lòng lắng động qua những vần thơ trong sáng, đượm hương thiền của Hòa Thượng Thích Mãn Giác. Đồng thời, chúng ta cũng đã chia sẻ những xúc cảm sâu xa của Thanh Hải Vô Thượng Sư.
cả hai bậc thầy đã du hành trên con đường đi tìm khai ngộ cho chúng sinh. Chúng ta vẫn còn đứng giữa rét buốt bên dòng sông vô định, còn Ngài Mãn Giác đã trở về với cõi chân như miên viễn, sống gởi, thác về. Và Ngài đã về sau khi đã sống hết lòng với đạo, với đời, với một tấm lòng thanh thản và yêu thương vô hạn. Chúng tôi xin được ngỏ lời tri ân Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đem tâm tình yêu thương từ ái thắp lên những vần thơ diễm tuyệt, ban tặng một suối nguồn tươi mát cho tâm hồn. Đây là món quà vô giá mà Ngài gửi tặng nhân gian từ trái tim nhân ái của Ngài.